Làm gì vậy Liên Ngôn? Nè em cắt cái này em nhét vô đây nè anh Thức. Sao? Thì em cắt cái em nhét vô đây vậy là được rồi nè, phải không? Trời ơi trời, ủa ai dạy em nói uống nước có gì hả? Cái này em tự suy nghĩ ra thôi ạ. Trời ơi, công nhận Liên Ngôn đó uống nước rất là hay không? Tại vì đó trong cái những cái trường hợp á là đây là ổng 27, còn đây là ổng 21 mà hai cái ống mềm á mà muốn nói lại với nhau á thì Liên Ngô có một cái sáng kiến là cắt cái đây là như chữ nè. Rồi mình đút vô nè. Đúng đó. Rồi, đút vô vậy là nó cứng. Đúng rồi, đút vô vậy là cứng lại nhưng mà nó không ra nước luôn. Sao vậy? Đó. Nó túm lại hả? Ừ đúng rồi, nó túm cái đầu rồi lại sao mà được. Vậy là cái đầu nhỏ phải nhét vô đầu bự. Đúng rồi, cái đầu nhỏ nè, mình nó là cũng nhét vô đầu bự. Đây. Đây, mình nhét kia nè. Đúng rồi hả? Vậy sao không suy nghĩ ra ta? Vậy nhưng mà vậy thì nó không có cứng. Nó không có chắc. Tại có nghĩa là nước mạnh quá là nó sẽ bung ra. Đúng rồi, em xịt nước mạnh hoặc là em tưới cây tưới gì á là nó chỗ này nó bung ra. Đây thì trước tiên á là mình phải cắt cái đầu này cho bằng lại đi nè. Đây, ai mà làm kiểu Liên Ngô được. Đây. Đây đại đình là ống này ống là ống 21 phải không? Ống là ống 27. Đây mình đút vô vẫn được. Đây mình đút vô nó vẫn khít đây. Đây nè. Đó, đút vô nó vẫn khít. Đó, nhưng mà là mình xài áp lực nước á mà nó mạnh là bung ra. Đúng rồi, thường thường là nó bị giục cái ngay cái chỗ này nè. Đúng rồi, bây giờ làm sao để mình nói lại? Bây giờ có cách nào không? Nói cho thiệt cứng luôn. Đúng rồi. Giảm sức ra. Có anh có một cái cách thì đã sẵn đây mình cũng chỉ cho đại đình luôn, là mình sẽ chỉ cho đại đình là cách mà nối ống mềm 27 qua ống mềm 21. À, có nghĩa là nhà mình nhầm khi mua hai loại ống khác nhau thì mình có cái cách mà để mình là nối lại với nhau. Đúng rồi. Nhiều khi cái bự cái nhỏ. Anh sẽ chỉ em nói một cái cách này là không bao giờ vuột luôn. Hứa. Chỉ em đây thì mình là đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị là hai cái khúc ống 21. Đây. Ống nhựa bằng nhựa phải không? Đúng rồi, đây khúc ống 21 thì ống 21 thì nó sẽ nhét vô đây vừa. Đây, ống 21 thì nhựa 21 nhét vô đây là rất là vừa, rất là khính luôn. Đúng rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắt cái đầu này bằng đây nè. Đây. Bây giờ mình sẽ cắt cái đầu này cho bằng nha. Trước khi nối ống là mình phải cắt hai cái đầu cho bằng lại. Cái cách nối này là cho dù xịt cỡ nào xịt luôn, không bao giờ mà bị vuột ra. Rồi cái đầu này cũng cắt cho bằng thiệt bằng lại luôn nha. Nhớ là hai đầu phải bằng. Đó. Rồi xong á là mình sẽ chuẩn bị thêm một cái bếp ga. Đó, bây giờ mình sẽ bật lửa lên. Đó. Đây, mình sẽ chuẩn bị là hai cái khúc ống 21. Bây giờ mình sẽ hơ một cái đầu của ống 21 này cho nó mềm ra. Mềm á đặng mình nong cái đầu nè cho nó bự ra đặng nó vừa giống 27. Một đầu thì 27, một đầu thì 21 á, hiểu không? Đúng rồi, mềm xong mình để vô mình nong vô là nó sẽ bự ra. Đó. Cái cách này rất là đơn giản thôi, nhưng mà nhiều người đã sử dụng cách này và rất là phái khi nối ống. Chứ mà nói kiểu này đưa vô là nó không bao giờ dính được. Nó bị vụt. Mình cho nó mềm thiệt là mềm luôn nha. Thì mềm á thì mình dễ nong vô hơn. Đó. Đây, mình sẽ nong cái ống này vô. Đó. Hoặc là mình mua cái ống mà ngay cái chỗ mà có cái đầu nối á thì mình sẽ sử dụng luôn. Còn mà không có thì mình phải làm gì hả? Đúng rồi, không có thì mình sử dụng rồi. Mấy cái ống này nhà. Đúng rồi. Dư vậy nè. Đây, mình nong cỡ sâu thì sâu vô đấy không? Đây, cố định nong cỡ sâu thì sâu vô. Đó là mình tắt bếp ga được rồi đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình nối ống. Đây, để cho nó cứng lại nha. Đó, đây mình thấy không? Bây giờ mình rút ra nè. Cái đầu này ra thành 27 rồi nè. Đúng rồi. Cái đầu này còn 21 thì 27 á sẽ nong vô cái ống 27. 21 á thì mình sẽ nâng cái ống 21. Rồi mình sẽ có một cái biện pháp là mình dán keo. Thứ nhất mình dán keo, còn hai là mình cột dây. Dán keo thì nhiều khi nó cũng hết keo á mà nó lâu ngày nó sẽ xúc, nhưng mà anh chỉ em một cái cách cột dây lại luôn. Cột lại là nó xuống luôn nha. Đúng rồi. Thì bây giờ nè, đầu này á là đầu 21 thì mình sẽ đút vô cái ống 21. Đây. Đây mình sẽ đút vô ống 21. Đây mình đút sâu thì sâu vô. Càng sâu càng tốt nha. Đây. Đó, mình đút sâu thì sâu vô da nè. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cột dây chì lại. Bây giờ mình sẽ cắt cọng dây chì. Mình chỉ đại định cái cách mà cột dây cho cứng thì cứng luôn nha. Muốn mà cột dây những cái ống nước á mà mình nối bằng nối cứng nè, mà cho nó cứng hoặc là cái đường nước nè mình ra là mình phải bẻ cái cọng dây chì lại. Đây, bẻ chéo lại. Đây, mình sẽ tạo bên đây như một cái gút vậy nè. Đó, đây, thấy không? Rồi xong rồi mới đưa vô đây mình cột lại. Đó, đưa vô mình canh bên kia cho ngay giữa. Đây bây giờ mình sấy. Sấy lại, bây giờ mình sẽ lấy kìm á, mình cột mình sấy lại luôn. Đó, quấn lại quấn cho cứng nha. Đó.
đây một bài bài rồi, bây giờ mình sẽ cắt bỏ bên đây nha. Cái cách này em biết à, anh có chỉ em rồi. Đúng rồi đó, đây mình sẽ cắt bỏ bên đây rồi xong á là ngay cái chỗ mối bên đây nè, nó vẫn còn nè, thì mình nó là xây lại luôn, dẫn lại luôn, dẫn cho nó hai vòng nữa, một vòng hai vòng, vậy là nó cứng cực kỳ cứng luôn. Đúng rồi. Cho bứt cỡ nào bứt không bao giờ ra được. Cái cách này em biết nè, tại vì dặn như vậy là hai cái mối dặn nó sẽ khít. Đúng rồi. Nó sẽ cứng hơn. Tại vì đây một mối nè, đây một mối là chính giữa nó nằm hai mối hai bên, thì nó sẽ cứng hơn. Chứ dặn một mối thì nó sẽ lỏng lẻo. Rồi còn cái đầu này lại thì sao? Thì đầu này đã nâng ra được 27 rồi nè, thì mình đưa vô cái ống đóng đầu ống 27 mình đút vô. Bây giờ mình dặn vô, đó, vô nè thấy không? Xong mình nâng vô. Mình để bè bè lại nè, nâng chỗ vô chỗ sâu thì sâu, càng sâu càng tốt nha. Nó vô rồi đó. Thì nó vô hết trơn à. Nhưng mà mình á, mà mốt á là mình có nói thì mình phan hai cột bên đây. Mình sẽ nâng hai cái vô rồi mình hai cột lại nha. Thì nó dễ hơn. Rồi. Ok. Bây giờ mình đã nâng vô đây được một khúc rồi nè, thì mình lấy dây chì mình cột ngay đây lại. Đây, mình lấy cọng dây mình chéo lại. Bẻ đầu con dây nắm gịch thiệt cứng này, nó tạo đây ra đây được cái vòng tròn. Xong mình đưa vô ngay cái mối nha, giữa đầu nha. Đây. Mình dặn lại. Đây nè, đó. Bây giờ mình sẽ dặn lại. Tại okay. Vì một mối nó sẽ lông lẻo còn hai lần. Đúng rồi. Thì nó dặn hai bên luôn thì nó cứng. Bây giờ mình sẽ dặn bên đây lại. Đó, bên đây là không vậy là nó gần cứng rồi đó. Xong mình sẽ cắt bỏ bên đây. Mình chỉ bây giờ mình sẽ chỉ nhanh cho đại đình luôn chứ mình không có chỉ nhanh rút gọn đi tối dài đại đình này sẵn mình cho liên ô còn tưới cây vòng vòng ở trước nè. Đây cột một mối bên đây mình sẽ nè, mình thấy cái chiều nào xây chiều nào mình xây chiều đó, một quận nè, quận thứ hai nè, đó bước thử rồi, giật thử rồi, đây mình giật không dọa luôn thấy không đó. Đây mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, kéo mạnh lên đó, mình 60 kg mình đi ngon kéo ra mạnh lên. Đây rất là cứng nha. Đây là một cái cách mà nói là ống 27 qua ống 21 cực kỳ chắc chắn. Nếu mà ai mà nói theo kiểu này mà có ruột á kiện mình chịu, cái này quá chắc chắn luôn. Cách của anh Thức á là hai mối như vậy nó rất là cứng, tại vì bên mình chạy như hết, còn mình cột luôn một mối thì rất là lỏng. Đúng rồi, tại vì cái ống 21 nè thì nó đút vô cái đầu 27 á là nó rất là lỏng lẻo, mình cọp lại nó cũng lỏng luôn, nó cọp lỏng á là nó sẽ bị xì nước. Thì mình sẽ là lấy cái đầu 21 nè mình đút vô cái đầu 21 ở đây nó ra 27 đó. Thông minh dữ ta, phải biết cái công suất tivi mà, chứ nhiều người không biết thì cứ luôn thì có nghĩa là cái đầu này nó bự hơn, nó sẽ lỏng đâu có được.